Hạnh phúc đến từ trong tâm. Xin chào, mình là Thảo Nhi, là một người luôn đi tìm kiếm và chia sẻ những giá trị về hạnh phúc thông qua việc thấu hiểu tâm linh và vũ trụ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng thực hành sử dụng tarot để tổng kết năm cũ và bước sang năm mới nhé. Hãy cùng đi nào. Hello, xin chào mọi người, là mình Nhi đây. Năm cũ đã chuẩn bị qua đi và năm mới sắp tới. Thì mình nghĩ là một cái dịp rất là phù hợp để chúng ta có thể nhìn lại một năm vừa qua, xem là chúng ta đã làm những điều gì và đặt những cái kế hoạch trong một năm tới. Thì mỗi khi mà Tết đến xuân sang thì sẽ là cái lúc mà mình cũng sẽ dành ra cho bản thân mình một vài ngày hoặc một vài buổi để mình bắt đầu xem xét lại những gì đã xảy ra trong năm cũ. Và năm nay thì mình nghĩ là đây là một cái khoảng thời gian khá là phù hợp để mình chia sẻ cái cách tổng hợp này cho mọi người. Bởi vì qua những năm vừa rồi ý, khi mình làm những cái tổng kết đấy thì mình nhận thấy là mình đón nhận được khá là nhiều giá trị. Nó bắt đầu từ việc là mình thấy là mình tổng kết được những cái bài học, mình tha thứ được những cái lỗi lầm của bản thân mình, những sự ngốc nghếch của bản thân. Và bên cạnh đấy nữa thì mình có những kế hoạch cho tương lai ấy, mà đa phần nhá là những cái kế hoạch mình viết ra lúc đầu năm thì thực hiện được vào cuối năm. Thì mình hy vọng là với cái phương pháp này thì mọi người cũng có thể sẽ thực hiện được và có thể là cải thiện được đời sống tinh thần của bản thân. Thì không có rông dài nữa, bây giờ chúng ta sẽ bước vào ngay từng bước thực hiện. Thì thứ đầu tiên mà chúng ta cần trong cuộc hành trình này đấy chính là một bộ bài. Một bộ bài tùy và lựa chọn của các cậu nhé. Các cậu cảm thấy gắn bó với bộ bài nào và muốn sử dụng bộ bài nào thì hãy lấy bộ bài đó. Hôm nay thì mình sẽ có trên tay Lana, bộ bài đầu tiên và là bộ bài yêu thích của mình. Tiếp đó nữa thì chúng ta sẽ cần đến một quyển sổ. Một quyển sổ. Đương nhiên sổ thì sẽ cần một bút nữa. Rồi. Và cuối cùng thì chúng ta nên cầm theo một cái điện thoại. Tại sao? Vì là cầm cái điện thoại thì chúng ta sẽ đi xuống nhìn xem là năm vừa rồi mình đã làm gì, chụp những bức ảnh gì, đăng những cái story Instagram gì thì mới nhớ được ấy, nếu không thì sẽ quên hết mất. Bên cạnh các vật dụng này thì các cậu cũng có thể chuẩn bị thêm tùy theo sở thích của bản thân ý, có thể là chuẩn bị một cây nến thơm, một chút tinh dầu, hoặc là một tách trà, một quyển album ảnh, hay là những cái đồ vật mà cậu đã mua trong năm vừa rồi. Nói chung là bất cứ thứ gì mà cậu cảm thấy là sẽ có ích trong quá trình mà tổng hợp những cái sự kiện năm cũ và mở ra năm mới nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Việc đầu tiên mà chúng ta sẽ làm ý, đấy là chúng ta sẽ trải bài 12 tháng. Bây giờ nếu cậu đang có bộ bài trên tay, hãy cùng nhau tráo bài. Và điều mà chúng ta nên làm lúc này là mình có thể nghĩ về một năm vừa rồi, những cái sự kiện ấy. Một năm mình chắc chắn là có rất nhiều sự kiện, nhưng mà sẽ có những cái mà các cậu cảm thấy nó nổi bật hơn những cái khác ấy. Có thể nghĩ về chúng nó một chút chẳng hạn, cho nó có kiểu năng lượng chuyển vào bộ bài. Thì sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu rút 12 lá. Thì 12 lá này sẽ đại diện cho 12 tháng trong năm vừa rồi. Có thể là bất cứ năm nào nhé, 2020, 2021, 2022, tùy vào thời điểm mà cậu đang xem cái video này. Và chúng ta sẽ rút 12 lá. Thì 12 lá bài này là để tổng kết 12 tháng trong năm vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lật từng lá bài lên. Rồi bây giờ khi mà chúng ta đã có 12 lá bài ở trên cái bản này, thì nó sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc là 12 lá này nó đang muốn nói đến cái thông điệp gì cho cái tháng đấy. Ví dụ như là ở đây của mình nhá, mình có tháng 1 là lá năm gậy. Thì chứng tỏ là cái tháng 1 đấy ấy, chắc chắn là mình có một cái đấu tranh tư tưởng ở đấy khá là mạnh mẽ. Có một cái sự đấu tranh tư tưởng, có một cái sự cãi vã ở bên trong chính cái đầu cái tâm trí này. Thì mình sẽ bắt đầu lội ngược dòng lại để quay trở về tháng 1 và mình sẽ nhìn xem là có những cái sự kiện gì và có những cái vấn đề gì đã xảy ra ở trong tháng đấy. Lúc này ý, khi các cậu đã có đủ 12 lá bài ở trên bàn thì chúng ta sẽ lấy cái quyển sổ của mình ra và các cậu sẽ ghi lại nhá, tháng 1 này, lá năm gậy này. Sau đó các cậu nên cầm điện thoại lên xem lại ảnh tháng 1 và xem lại những cái story Instagram hoặc là những cái post Facebook của mình để xem là tháng 1 đã có sự kiện gì. Nếu cậu là những người viết nhật ký ý, thì điều này còn tốt hơn. Hãy dở nhật ký của mình ra và xem là trong tháng 1 đã xảy ra sự kiện gì và mình sẽ ghi chép lại những cái sự kiện đấy, những cái vấn đề đấy. Công việc này nó khá là thú vị ý. Mình không làm ở đây tại vì mình đã làm rồi. Nhưng mà khi mà các cậu làm ý, các cậu sẽ có một cái cơ hội để nhớ về những cái điều đã xảy ra ý. Con người thường hay tự tin là trí nhớ của chúng ta khá là tốt, nhưng ra thì không đâu. Trí nhớ của chúng ta không hề tốt luôn. Hôm nay như này mà còn không thể nhớ được hôm qua đã ăn cái gì thì làm sao có thể nhớ được chuyện đã xảy ra từ mấy tháng trước, đúng không nào? Thì cái việc mà mình lội ngược dòng thời gian ý,
để mình nhẩm lại những cái sự kiện đã xảy ra và mình tổng kết lại nó ấy. Nó thực sự là một cái thứ rất là thú vị vì nó giúp chúng ta nhớ lại là à, cái tháng đấy mình đã làm cái sự kiện ngốc nghếch này đây, hoặc là à, cái tháng đấy mình đã có cái niềm vui này đây. Nó sẽ làm cho cậu cảm thấy rất là hào hứng luôn ấy, rất là vui, rất là thoải mái. Và đồng thời ấy, khi mà cậu xem lại cái sự kiện đấy nhá, thì cậu cũng sẽ nhẩm nghĩ xem là à, cái ý nghĩa mà cái lá bài đang muốn truyền tải cho mình, hoặc cái bài học mà lá bài này muốn truyền tải cho mình ở trong cái tháng đấy là gì. Khi mà cậu cảm nhận cái năng lượng và cái ý nghĩa của cái lá bài đấy ấy, thì cậu ấy rút ra được là à, hóa ra cái sự kiện này hoặc là cái lá bài này, nó có cái sự liên kết như thế này, à, hóa ra là mọi thứ nó xảy ra là vì cái ý nghĩa này, thì cái việc học các cái bài học hoặc là đón nhận những cái điều trong cuộc sống của mình nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ thu trải bài này lại và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái khía cạnh sâu hơn ở trong cái năm cũ vừa rồi của mình. Trong cái trường hợp này thì mình muốn các cậu hãy tiếp tục trả bài một lần nữa, hãy để năng lượng của mình được bộ bài hấp thụ, sau đó hãy rút ra 5 lá đại diện cho 5 khía cạnh quan trọng nhất của một con người. Chúng ta có 5 lá bài. Lá bài đầu tiên sẽ đại diện cho khía cạnh gia đình. Lá bài thứ 2 sẽ đại diện cho khía cạnh các mối quan hệ chung kiểu bạn bè. Lá bài thứ 3 là về công việc. Trong trường hợp các cậu chưa đi làm thì sẽ là học hành. Đó. Lá bài thứ 5 sẽ đại diện cho chuyện tình cảm. Trong trường hợp các cậu không muốn xem về chuyện tình cảm ấy, thì lá bài này có thể đại diện cho chính cậu. Và lá bài cuối cùng nên là về sức khỏe. Hãy nhìn tổng quan những cái lá bài này và chúng ta lại viết ra. Đấy, viết ra nhé, hãy gạch đầu dòng này. Đầu tiên trong gia đình, đã có sự kiện gì nổi bật trong khía cạnh gia đình? Cái lá bài này có thể có ý nghĩa gì? Đây, lá bài của mình là 5 cốc, một sự cô đơn cảm thấy trong gia đình. Thì để chia sẻ một chút thì năm vừa rồi ấy, về khía cạnh gia đình ấy, mình đã có một bước tiến khá là lớn. Đấy là mình nói chuyện với bố mẹ mình một cách sâu sắc hơn, nói chuyện bài mình một cách sâu sắc hơn, và nói chung là cả hai bên có sự gắn kết với nhau hơn. Nhưng mà đấy là cái như kiểu nửa sau của cái năm ấy. Còn cái nửa trước thì mình vẫn có những cái sự tổn thương, vẫn có những cái sự nghi ngại, nên là mình có chưa có nói chuyện với gia đình của mình nhiều lắm. Thì có lẽ đây là ý nghĩa của lá bài. Tại ra ở cái lá này ấy, bên dưới nó còn có một từ khóa là hy vọng. Thì tức là năm vừa rồi là cái năm mà mình đã tạo ra hy vọng trong cái việc mà cải thiện xây dựng mối quan hệ với gia đình. Thì các cậu với những cái lá bài đó, các cậu cũng hãy xem xét xem là có điều gì đã xảy ra. Ở cạnh công việc của mình này, mình cũng thấy là có The Tower này, có một cái sự đổ vỡ, có một cái sự sụp đổ, một cái bước tiến mới, một cái sự thay đổi mới. Thì đây cũng là một cái bước ngoặt khá lớn trong năm vừa rồi của mình. Tất cả lá bài thì có vẻ rất chính xác. Thì các cậu hãy trải bài ra và bên cạnh chỉ trải không ý, hãy viết lại. Bạn bè, năm vừa có chuyện gì nổi bật, mình đã có những mối quan hệ nào mới, có những người bạn nào mới, có những người nào đang ảnh hưởng sâu sắc đến mình nhất, và có những người nào mình đã ảnh hưởng sâu sắc đến họ nhất. Có những mối quan hệ nào mình nên bỏ bớt đi, và có những mối quan hệ nào mình nên giữ tiếp trong tương lai sau này. Có ai mà mình cần xin lỗi không, có ai mà mình cần cảm ơn không. Nó là năm cũ rồi mà, hãy gói ghém nó lại. Hãy nhìn lại những mối quan hệ nhá. Thế đó, nhìn lại công việc này, có điều gì trong công việc mình cần cải thiện hơn, có cái bài học gì trong công việc hoặc học tập mà mình cần phải tiếp tục phát triển hơn. Thế đó là về chuyện tình cảm đấy. Nếu như mà trong chuyện tình cảm đó, cậu có một cái đang có một mối quan hệ chẳng hạn, thì đây cũng là lúc để nhìn sâu hơn vào mối quan hệ. Và cuối cùng là khía cạnh sức khỏe. Khía cạnh này ấy, thật ra thì theo mình cảm nhận thì Tarot không phải là chuyên về việc xem về sức khỏe lắm. Nên là thường ấy, nếu mà xem sức khỏe của khách thì mình cũng bảo đấy chỉ là một sự tham khảo thôi, chứ không nên lấy nó làm trọng tâm, mà nên đi khám bác sĩ thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên ý, thì việc rút một lá bài nó cũng giúp cho chúng ta cảm thấy có một phần nào đấy yên bình hơn. Và cậu cũng có thể liệt kê về khía cạnh sức khỏe xem, trong năm vừa rồi mình đã làm được gì, đã cải thiện được điều gì về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Hãy đi sâu về cả hai khía cạnh đó. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã xong 5 cái khía cạnh quan trọng nhất này, bây giờ chúng ta sẽ lại một lần nữa đào sâu hơn vào những cái câu hỏi cụ thể. Thì đây là những cái câu hỏi mà mình gợi ý cho mọi người. Mọi người cũng có thể nghĩ thêm những câu hỏi khác, hoặc là có thể tìm thêm những cái trải bài trên mạng khác xem là có thêm những câu hỏi nào nữa thú vị không. Thì chúng ta sẽ cùng thực hành. Rồi, với câu hỏi đầu tiên, mình sẽ hỏi là năm vừa rồi mình đã đạt được những điều gì. Tức là như kiểu là có những cái thành tựu gì mà mình đã đạt được và mình cảm thấy tự hào ấy. Với câu hỏi thứ hai thì mình sẽ hỏi là năm vừa rồi mình đã mất cái gì? Đấy, mình đã hy sinh điều gì? Đã có điều gì là mình mất, là mình tổn thương, là mình đau buồn? Câu hỏi thứ ba mình sẽ hỏi về một sự kiện quan trọng nhất trong năm vừa rồi mà đã tạo nên con người của mình ở hiện tại. Câu hỏi thứ tư thì mình sẽ hỏi là có bài học gì mà mình cần phải học từ năm vừa rồi? Câu hỏi thứ năm đấy là có điều gì mà mình cần phải tha thứ hoặc buông bỏ trong năm vừa rồi? Và câu hỏi thứ 6 cũng phải là một câu hỏi hay là một lá bài để tổng kết thôi. Bây giờ mình sẽ cùng lật nhá. Rồi, tôi đã đạt được điều gì trong năm vừa rồi này?
Nó ra chín kiếm luôn ấy, nó ra chín kiếm luôn ấy. Tôi đã mất điều gì này, tôi đã hy sinh điều gì này, sự kiện nào ảnh hưởng đến tôi một cách sâu sắc nhất này, bài học nào mà tôi cần phải học trong năm vừa rồi, điều gì mà tôi cần tha thứ hoặc buông bỏ trong năm vừa rồi, và cuối cùng là một cái lá bài để tổng kết năm. Đó, nó tổng kết năm, nó cho lá hai tiền luôn, cái lá bấp bênh nhất luôn. Đây là những câu hỏi mà mình thấy là nó khá là trọng tâm trong năm vừa rồi. Và khi mà có những câu hỏi này thì lại một lần nữa chúng ta hãy lấy quyển sổ của mình ra, đã gạch đầu dòng với câu hỏi số 1, lá này. Và nó đang, ý nghĩa của nó là như thế này, nó đang miêu tả cái này và nó đang gặp cái vấn đề này. Trong trường hợp của mình nhá, tôi đã đạt được điều gì trong năm vừa rồi thì mình đang thấy là lá chín kiếm. Đối với mình ý, thì cái lá này có nghĩa là năm vừa rồi điều lớn nhất là mình đạt được, đấy là mình đã đối mặt được với những nỗi sợ của mình. Trong năm vừa rồi ý, tất cả những điều mà mình sợ nhất ý, nó cùng xảy ra một lúc. Và nó là một cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mình sụp đổ hoàn toàn, như kiểu là kiểu đi một cái tàu lượn xong rồi đâm thẳng xuống đất. Đấy, nhưng mà mình vẫn mạnh mẽ. Mình hy vọng cậu cũng mạnh mẽ. Thì là cái năm mà mình thành tựu lớn nhất là đã vượt qua được những cái chín kiếm này. Rồi cậu hãy xem là thành tựu lớn nhất của cậu là gì, hoặc những cái vấn đề trong cuộc sống của cậu là gì ấy. Và hãy comment xuống bên dưới cho mình biết. Tại vì mình cũng biết là cậu đã rất là mạnh mẽ, và mình thực sự là rất là tự hào với các cậu. Và mình tin là cậu sẽ càng ngày càng mạnh mẽ và đạt được những điều tốt đẹp hơn. Thì đây là các cái bước để chúng ta tổng kết năm cũ. Chúng ta sẽ có là trải bài 12 lá này, trải bài 5 khía cạnh quan trọng nhất này, và trải bài các câu hỏi đi sâu hơn về cái năm vừa rồi của mình. Các cậu sau khi trải xong ấy, hãy nhớ là dành thời gian để viết nữa. Bởi vì việc viết rất là quan trọng. Đối với cái trải bài này nhá, mình không làm cho khách đâu. Bởi vì cái trải bài này ấy, nên là mình làm cho chính mình. Bởi vì mình biết rõ nhất về mình. Hoặc mình sẽ làm cho những người bạn cực kỳ là thân thiết, bởi vì họ và mình cùng trải qua những chuyện tương tự nhau. Đây là cái trải bài mà cậu nên tự suy ngẫm. Cậu nên tự suy ngẫm, cậu nên dành thời gian lắng lại, và cậu tự hiểu, tự cảm nhận những cái ý nghĩa của nó. Nếu như một người xa lạ trải cái trải bài cho cậu ấy, có thể nó sẽ không còn được tốt bằng, nó không còn được ý nghĩa bằng. Nhất là khi mà nó có cái lá bài về việc là cái sự kiện gì đã làm ảnh hưởng đến mình nhiều nhất ý. Đấy, thì ở đây nó ra giờ phu này. Nếu cậu là một người lạ nhá, cậu sẽ cảm thấy là cậu không biết phải giải nó như thế nào cả. Hoặc có thể bảo mình là một sự khởi đầu mới nào đấy. Cậu sẽ không phải biết được. Nhưng mà cá nhân mình khi nhìn vào lá bài này, mình biết ngay nó là điều gì. Thì phải là chính mình tự giải cho mình, tự suy ngẫm cho mình và tự viết lại những điều của mình thì nó mới có ý nghĩa được. Đấy lý do tại sao mà video này là video thực hành chứ không phải là video để đi xem với những người khác. Thì mình hy vọng là cậu sẽ có một khoảng thời gian rất là vui vẻ khi mà cậu tổng kết cái năm cũ. Và sau khi tổng kết xong, chúng ta sẽ sang tiếp phần 2, đấy là đặt mục tiêu cho năm mới. Sau khi mà chúng ta đã tổng kết một năm thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến đến với việc là xem xét xem một năm tới thì mình sẽ có những cái dự đoán gì cho cuộc sống năm tới. Thì rất là nhiều bạn cảm thấy hứng thú với cái phần dự đoán hơn, mình đoán thế. Nhưng mà theo mình cảm nhận ý, với mình ý, thì mình thích cái phần tổng kết hơn. Tại vì là một cái cơ hội để mình có thể quan sát lại bản thân mình trong một năm vừa rồi, và quan sát lại những cái bài học hoặc những cái điều ngốc nghếch ngớ ngẩn mà mình đã làm. Và khi mà mình quan sát lại, mình học hỏi những cái điều ở trong quá khứ ấy, thì mình sẽ cải thiện bản thân mình trở thành một phiên bản tốt hơn ở hiện tại. Và nhờ vậy thì mình sẽ có thể sống tốt hơn trong tương lai. Kể cả nếu mình có một cái vấn đề gì đấy ấy, một cái vận hạn nào đấy, thì mình cũng có thể vượt qua được nó, hy vọng là một cách dễ dàng. Thì việc đầu tiên mà chúng ta sẽ làm, đương nhiên chúng ta sẽ lại trải bài 12 tháng. Chúng ta sẽ trải cái trải bài này, tổng kết 12 tháng trong năm tới. Ôi dồi ôi, đấy, xem như nào. Sẽ có những lá xấu và sẽ có những lá tốt. Ví dụ như là đây mình có lá tháng 2 là The Devil. Thì vào cái thời điểm mà video này lên sóng ấy, thì sẽ là cái thời điểm mà Tết âm, Tết ta. Thì các cậu có thể tự quy định là các cậu sẽ làm cái trải bài này là dựa trên Tết ta. Tức là như kiểu đây là sẽ là tháng 1 âm. Hoặc các cậu có thể quy định dựa theo cái tháng dương nếu cậu cảm thấy tiện hơn. Thì tháng dương thì là để bắt đầu từ tháng 2 này, hoặc tháng 3 nhé, tùy vào bất cứ cái thời điểm nào cậu xem thì cậu có thể áp cái thời điểm đấy lên trên bộ bài của mình, có thể tự mình quy định được, không sao cả. Trong trường hợp của mình thì để cho nó dễ nhớ thì mình đang quy nó ra thành tháng âm. Thì mình thì thấy là ngay tháng 1 âm thì mình có là 6 tiền. Có thể là có một ai để hỗ trợ về mặt công việc hoặc về mặt tài chính, hoặc biết đâu có thêm một khoản tiền nào đấy bất ngờ. Và đây một điều mà mình rất mong đợi đây, đấy là tháng 7 có một The Lovers, có tình yêu. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem năm tới như thế nào. Khi các cậu đã trải xong cái trải bài này rồi nhá, thì các cậu sẽ lại viết nó ra giấy, viết nó ra và viết kèm theo một vài dự đoán nữa. Ví dụ như ban nãy mình thấy có lá 6 là The Lovers, thì mình đang dự đoán là có thể có người yêu, có thể đấy. Thì mình sẽ viết nó ra, xong rồi chờ xem là có hay không.
Sau khi mà chúng ta đã giải xong được 12 tháng tới và có những cái dự báo, và các cậu nhớ chụp ảnh lại nhé, để đến năm sau chúng ta có thể nhìn lại để xem cái dự báo như nào, và các cậu có thể so sánh những cái trải bài của năm sau. Chúng ta nên chụp ảnh lại để có những cái sự so sánh đối chiếu ấy. Nó vừa là một cái cách để chúng ta hiểu bản thân mình hơn, nó cũng là một cái cách để chúng ta hiểu các lá bài hơn, và nó sẽ giúp chúng ta trong tương lai có thể giải bài một cách tốt hơn. Rồi sau khi mà chúng ta đã rút xong những cái tháng trong năm thì chúng ta sẽ bắt đầu rút đến những cái khía cạnh nổi bật, vẫn giống như ban nãy thôi. Thì các cậu sẽ rút ra 5 lá bài ở 5 khía cạnh trong năm tới, và cũng hãy viết vào vài những cái nét chính, một vài những cái dự báo chính. Nó sẽ giúp cho các cậu có cái sự cảm nhận tốt hơn về năm tới, và nó cũng sẽ giúp cho các cậu chuẩn bị cho năm tới tốt hơn cho từng cái khía cạnh đó nhé. Và ở bước cuối cùng trong phần dự đoán thì mình gợi ý là cậu cũng không cần sử dụng đến bộ bài nữa, có thể để tạm bộ bài sang một bên. Bây giờ hãy lấy quyển sổ và cái bút của mình ra và hãy viết về những điều mà cậu muốn đạt được trong năm mới. Đầu tiên thì hãy viết một cái danh sách tất cả những điều mà cậu muốn đạt được trong cái năm sắp tới này. Những cái điều này ấy, nó không nên giới hạn bởi bất cứ điều gì. Nó có thể là một thứ rất là nhỏ bé, ví dụ như là chỉ đơn giản là đi ra ngoài ăn một cái kem sô-cô-la, hoặc một thứ rất là lớn như là bay lên mặt trăng. Bất cứ thứ gì mà cậu cảm thấy muốn làm, muốn đạt được, bất cứ người nào muốn gặp, bất cứ nơi nào muốn đi, bất cứ điều gì muốn làm, tất cả mọi thứ, hãy viết hết ra cái danh sách đấy. Và hãy viết nó, kể cả nó là những cái thứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì, hoặc những cái thứ hoàn toàn vô lý không thể đạt được, cứ viết ra không sao cả. Đây là điều đầu tiên. Điều thứ hai ấy, đấy là sau khi mà viết xong một cái danh sách này rồi ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhóm nó lại thành những cái hạng mục khác nhau. Ví dụ như là về từng cái khía cạnh ấy, về tài chính này, về công việc này, về gia đình này, về các mối quan hệ này, về giải trí, về vui chơi các thứ vân vân, tất cả mọi thứ hãy nhóm nó vào các cái nhóm. Và khi mà cậu nhóm nó vào các cái nhóm ấy, đây là lúc các cậu bắt đầu phải suy ngẫm xem là cái mục tiêu nào là mục tiêu mà cái điều nào là cái điều mà mình có thể làm được và mình có thể làm được nó trong năm tới. Sẽ có những việc cậu có thể làm được nhưng không phải ngay trong năm tiếp theo này, thì những cái đấy nên tiếp tục ở trong cái danh sách dài kia. Còn những cái nào mà cậu thấy là có thể làm được trong năm tới ấy, thì cậu bắt đầu nhặt dần vào trong cái danh sách của mình. Mình gợi ý là các cậu hãy viết thật nhiều càng tốt, bất cứ gì mà cậu muốn, sau đó chỉ cần để nó ở đấy thôi. Các cậu có thể quên nó đi nhá, nhưng mà khi mà chúng ta viết ra ấy, thì nó giống như là một cái vết hằn ở trong tiềm thức. Và khi đã có cái vết hằn đấy rồi nhá, tiềm thức sẽ tự thúc đẩy chúng ta để chúng ta làm việc, để chúng ta đạt được cái điều đó. Cái điều này nó rất là hữu hiệu luôn, vì năm nào mình cũng làm, năm nào mình xem lại mình cũng thấy là hóa ra là mình đã làm được nhiều phết những cái điều mà mình đã dự kiến rồi đấy. Nó cũng là một cái khoảng thời gian ý, để chúng ta có thể nhìn lại, chúng ta có thể xem xét được những cái ước mơ hoặc là những cái điều mà sâu thẳm bên trong chúng ta mong muốn làm được. Khi mà có danh sách này rồi thì hãy đơn giản là để nó ở đó thôi, và hãy bắt đầu thực hiện những điều đấy kể từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo, hoặc là kể từ ngày đầu tiên mà cậu ngủ dậy sau khi viết cái danh sách đó xong. Mình tin là cậu sẽ tìm thấy rất là nhiều điều kỳ diệu khi viết danh sách này ra. Các cậu đang có trên tay ấy, một người bạn rất là mạnh mẽ. Bạn ấy có thể trả lời cho cậu hầu hết tất cả mọi câu hỏi trên cuộc sống này. Và việc các cậu học tarot, cậu hiểu tarot ấy, cũng đang cho cậu như kiểu mình thấy là kiểu một siêu năng lực ấy, rất là tuyệt vời ấy. Đây là một cái cơ hội mà cậu nên tìm hiểu sâu hơn về bản thân. Thường thì mình hay nói chuyện bộ bài, nói về những cái vấn đề của mình, những cái trăn trở của mình, và nói về phiên bản của mình trong năm qua, trong những năm trước và trong năm tới đây. Và đó là một cái cách để các cậu có thể kết nối với chính mình nhiều hơn và chuẩn bị cho một năm tới rất là tốt đẹp. Mình hy vọng là video này đã giúp ích cho các cậu theo một cách nào đó, để các cậu có thể có sự chuẩn bị tốt hơn cho năm mới. Và mình chúc các cậu một năm thật là tươi tốt. Và mình chúc các cậu một năm thật là tốt đẹp, mọi điều suôn sẻ, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhé. Cảm ơn vì đã ở đây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.